Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 5 ngày 26 tháng 4. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Sở xây dựng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ. Quê hương Yên Mỹ nhớ lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Huyện Quế Châu nhiều diện tích nuôi thả thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế khá. Cần trồng cây có múi theo quy hoạch tránh phát triển ồ ạt. Câu lạc bộ bóng đá Phố Hiến tỉnh Hưng Yên giành chiến thắng đậm trong ngày ra quân đá ở giải hạng nhì quốc gia. Lực lượng chức năng bắt giữ số lượng lớn bì lợn, thịt lợn thối trên đường đi tiêu thụ. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, 27 tháng 4 năm 1998, 27 tháng 4 năm 2018 và đón bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Chiều nay, đoàn đại biểu của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tỉnh. Dự lễ dâng hương, dâng hoa có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh. Đoàn vào dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Bác Hồ, người sáng lập rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, người làm rạng danh dân tộc non sông đất nước Việt Nam, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn công lao trời biển của người đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và sự nghiệp xây dựng đất nước. Tiếp đó, đoàn đến dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo đã có những đóng góp to lớn cống hiến cho đất nước. Trong những năm tháng xa quê, dù bận nhiều công việc lớn của đất nước, đồng chí nhiều lần về thăm quê, động viên cán bộ và nhân dân đoàn kết phấn đấu, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, để lại cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tình cảm vô cùng sâu sắc. Tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tỉnh, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước vong linh canh hùng liệt sĩ, những người đã kiên cường chiến đấu anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành xây dựng Hưng Yên 29 tháng 4 năm 1958, 29 tháng 4 năm 2018 và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ của Bộ Xây dựng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Bộ Xây dựng. Ngành xây dựng Hưng Yên tiền thân là Ty Kiến trúc Hưng Yên được thành lập năm 1958, trải qua 60 năm trưởng thành phát triển cùng ngành xây dựng Việt Nam, đặc biệt là từ sau ngày tái lập tỉnh năm 1997, ngành xây dựng Hưng Yên đã tích cực tham mưu cho tỉnh triển khai trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ về quy hoạch xây dựng và kiến trúc, đầu tư xây dựng phát triển đô thị hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Bộ Xây dựng trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Bộ Xây dựng cho Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử biểu dương ngành xây dựng đã có những đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của toàn tỉnh, phát huy truyền thống của ngành, tiếp tục làm tốt công tác quản lý quy hoạch và xây dựng phát triển đô thị, đảm bảo không gian kiến trúc hạ tầng đồng bộ hiện đại và phát huy được lợi thế của địa phương. Sớm hoàn thành chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở toàn tỉnh, nâng cao chất lượng các sản phẩm xây dựng từ quy hoạch, thiết kế, thi công đến quản lý không gian kiến trúc, tăng cường quản lý dự án đô thị chất lượng công trình, chống lãng phí thất thoát trong đầu tư xây dựng, đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt công tác tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, qua đó rút gọn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Sáng nay, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy.
Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Phạm Ngũ Lão luôn đoàn kết thống nhất trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Cuối năm 2017, xã đã hoàn thành các tiêu chí 100% đường trục xã, liên xã, trục thôn được bê tông hóa, thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng. 4 trên 4 thôn trong xã giữ vững danh hiệu làng văn hóa, trường học các cấp, có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia. Thời gian tới, xã tiếp tục khai thác và phát huy tối đa mọi nguồn lực, hoàn thiện và củng cố 19 tiêu chí, thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phạm Ngũ Lão. Ngay sau khi ra mắt thành lập câu lạc bộ, chiều ngày 25 tháng 4, câu lạc bộ bóng đá Phú Hiến có trận đấu đầu tiên với đội trẻ câu lạc bộ Nam Định tại trung tâm đào tạo BVF ở huyện Văn Giang trong khuôn khổ giải hạng nhì quốc gia. Dự và cổ vũ trận đấu có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng đông đảo cổ động viên câu lạc bộ bóng đá Phú Hiến, câu lạc bộ bóng đá Nam Định. Sau lễ khai mạc trận đấu trước giờ bóng lăn, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh xuống sân tặng hoa động viên các cầu thủ hai đội. Với quyết tâm chiến thắng cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên đội nhà, ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ của câu lạc bộ Phố Hiến đã chơi áp đảo, làm chủ trận đấu, triển khai các pha phối hợp ăn ý, tạo ra nhiều pha bóng đẹp, đẩy đối phương vào thế bị động phòng thủ. Kết quả chung cuộc, câu lạc bộ Phố Hiến giành chiến thắng 5-0 trước đội trẻ câu lạc bộ Nam Định nhờ các pha lập công của các cầu thủ Phạm Ngô Tấn Tài, Công Đến, Bùi Trần Tuấn Anh, Nguyễn Văn Minh. Giành chiến thắng ngay trong trận ra mắt là nguồn động viên vô cùng quan trọng với toàn đội và tâm lý các cầu thủ, tạo khí thế cho các trận đấu tiếp theo trong hành trình lên hạng nhất trong năm tới và hoàn thành mục tiêu tham gia thi đấu tại V-League vào năm 2020. Ngay sau trận đấu, lãnh đạo câu lạc bộ đã thưởng nóng cho đội 100 triệu đồng. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị do Ban Báo chí tháng 4 năm 2018. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị, cùng dự có đại diện một số sở ngành và các cơ quan báo chí. Tháng 4 năm 2018, các cơ quan báo chí truyền thông đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng và chủ động tích cực thông tin toàn diện, phản ánh kịp thời tình hình thời sự, các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh. Thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết và kết luận của Trung ương và tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, tập trung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước trong công tác quản lý tôn giáo. Tập trung tuyên truyền đẩy mạnh xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh tiềm năng du lịch của tỉnh. Sinh thời, dù xa quê từ nhỏ, song tình cảm với quê hương vẫn luôn sâu nặng trong trái tim Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đồng chí luôn quan tâm dõi theo từng bước tiến của quê hương, những lời dặn dò động viên của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong những lần về thăm quê như ngọn lửa tiếp sức để xây dựng quê hương yên mỹ, ngày càng giàu mạnh. Trong những năm xa quê, ngoài 6 lần về thăm bà con họ hàng làng xóm và về làm việc với tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh còn thể hiện sự quan tâm tới quê hương bằng những lá thư, bức điện, lãng hoa chúc mừng, những lời thăm hỏi ân cần. Với xã Giai Phạm, mỗi lần về thăm quê, Tổng Bí thư luôn thăm hỏi bà con họ hàng làng xóm, động viên cán bộ và nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương giàu mạnh. Năm 1977, khi về dự Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên, nay là hai huyện Văn Giang và Yên Mỹ, Tổng Bí thư động viên cán bộ đảng viên và nhân dân cần quan tâm thường xuyên đến công tác xây dựng Đảng, chăm lo phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong ký ức của cán bộ và người dân, hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh luôn gần gũi, bình dị với những tình cảm vô cùng sâu sắc. Bác có quan tâm là xã cần phải quan tâm đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, nhất là các đồng chí thương bệnh binh. Làm sao phải có như vậy phù hợp với công việc cũng như là đối với xây dựng nhà cửa, cũng như đời sống người ta phải
làm sao có một mức nâng cao hơn lên so với các mọi các gia đình người dân khác. Khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư, huyện Yên Mỹ đã từng bước vượt khó đi lên trong công cuộc đổi mới. Từ sau tái lập huyện năm 1999 đến nay, Đảng bộ và nhân dân Yên Mỹ đã nỗ lực phấn đấu giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Đến nay, Yên Mỹ đã thu hút 243 dự án công nghiệp và đầu tư. Riêng năm 2017, huyện đã thu hút 69 dự án, bằng số dự án thu hút của 4 năm trước cộng lại. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 57 triệu đồng, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, hộ nghèo giảm còn 3%. Các gia đình chính sách, người có công với nước được quan tâm chăm lo, quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Từ nay đến năm 2020, huyện sẽ tập trung chỉ đạo điều hành đồng bộ các giải pháp để thực hiện các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 đề ra, xây dựng 100 các xã, 100% các xã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, phấn đấu huyện Yên Mỹ đạt huyện nông thôn mới. Dù Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã đi xa, nhưng người dân Yên Mỹ và các địa phương trong tỉnh vẫn luôn ghi nhớ sâu sắc tình cảm cùng những lời căn dặn của Tổng Bí thư với quê hương Hưng Yên. Năm 1994, khi về thăm quê nhà xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã dự lễ khởi công xây dựng trường tiểu học. Trong lần về thăm này, đồng chí đã đồng ý để trường tiểu học và trung học cơ sở của xã được mang tên Nguyễn Văn Linh. Đến năm 2009, trường mầm non của xã được đổi tên thành trường mầm non Nguyễn Văn Linh. Hơn 20 năm qua, cả ba ngôi trường mang tên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh luôn là điểm sáng cho phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Thầy Đỗ Lê Thảo, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh là một trong những người vinh dự được gặp và trực tiếp báo cáo với Tổng Bí thư trong những lần về thăm quê. Hơn 20 năm đã trôi qua, nhưng những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đối với giáo viên và học sinh xã Giai Phạm vẫn được thầy ghi nhớ. Hai lần bác trực tiếp về thăm và một lần với tiểu thư, bác có dặn với thầy trò chúng tôi là dù khó khăn cũng phải thực hiện tốt cái nhiệm vụ giảng dạy để làm sao mà có nhiều cô, nhiều thầy cô giỏi, nhiều học sinh giỏi để giữ vững cái phong trào giáo dục tiên tiến của địa phương. Những năm qua, ba ngôi trường mang tên Nguyễn Văn Linh của xã không ngừng đổi mới, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Thiết bị dạy học công nghệ thông tin được ứng dụng trong giảng dạy, tăng các tiết thực hành, tăng tính chủ động của cả thầy và trò. Các phong trào thi đua như dạy tốt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được hưởng ứng nhiệt tình. Song song với công tác chuyên môn, ba nhà trường còn tổ chức nhiều chương trình học ngoại khóa cho học sinh như xương hương, chăm sóc bảo vệ khu di tích nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Các hội thi văn nghệ thể thao tung chuông vàng giúp học sinh vừa chơi vừa học, rèn luyện các kỹ năng sinh hoạt tập thể. Bản thân tôi cũng như giáo viên ở trong nhà trường luôn luôn tự hào vì mình là người con của xã Giai Phạm, nơi sinh ra cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đồng thời cũng thấy ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân mình, luôn luôn phấn đấu để xứng đáng với những lời căn dặn của bác. Được học tập và rèn luyện tại ngôi trường tiểu học mang tên bác Nguyễn Văn Linh thì không chỉ là niềm tự hào của riêng em mà còn là niềm tự hào của 948 bạn học sinh đang học tại trường. Chúng em thầm hứa phải thi đua, phấn đấu, học tập theo lời căn dặn của bác khi về thăm trường để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Từ sau khi được đón Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh về thăm, thầy trò cả ba nhà trường luôn giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, chất lượng giáo dục luôn nằm trong top đầu của huyện Yên Mỹ. Đặc biệt trường Trung học cơ sở và trường mầm non Nguyễn Văn Linh nhiều lần được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Trường tiểu học Nguyễn Văn Linh được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Thưa quý vị và các bạn, lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh 27 tháng 4 năm 1998, 27 tháng 4 năm 2018 và lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên tường thuật trực tiếp bắt đầu từ 9 giờ sáng mai thứ Sáu ngày 27 tháng 4. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn,
Nhiều năm nay, huyện Quế Châu chú trọng khai thác diện tích mặt nước ao hồ, ruộng trũng để nuôi thả thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Huyện Quế Châu có gần 800 hectare nuôi thả thủy sản, tập trung nhiều ở các xã Đại Hưng, Phùng Hưng, Đông Kết. Điển hình như mô hình của ông Đào Văn Dũng, xã Đại Hưng có quy mô rộng 1 hectare, ông Hoàng Quang Tuấn, xã Đại Hưng rộng 4 hectare, ông Nguyễn Văn Thanh, xã Đông Kết rộng 2,5 hectare. Hiện nay, hầu hết các hộ nuôi thả thủy sản trên địa bàn huyện đều được tập huấn kỹ thuật, nên các diện tích nuôi thả đều sinh trưởng và phát triển tốt. Ngoài ra, để tăng hiệu quả nuôi trồng, các hộ còn xen canh nhiều loại cá theo từng tầng nước như cá trôi chép ở tầng đáy, nuôi thả cá mè chấm ở tầng nước trung san và nuôi thả cá rô phi đơn tính ở tầng nước mặt. Năm 2017, sản lượng thu hoạch toàn huyện đạt trên 6.000 tấn với tổng doanh thu là 120 tỷ đồng. Do trồng cây có múi đem lại hiệu quả kinh tế cao nên những năm gần đây nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh ta đã tập trung trồng nhiều. Tuy nhiên do diện tích tăng cao lại vượt so với quy hoạch khiến nguồn cung tăng, giá thành giảm, làm ảnh hưởng đến kinh tế của nhiều hộ gia đình. Để ổn định giá cả và nâng cao chất lượng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền khuyến cáo nông dân trồng cây có múi theo quy hoạch, không nên phát triển ồ ạt dẫn đến cung vượt cầu. Bên cạnh đó, cần chú trọng chăm sóc, cải tạo diện tích đã trồng. Nếu trồng mới, nên lựa chọn giống cây có nhiều đặc tính tốt, tích cực áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm khi thu hoạch. Hồi 8 giờ 55 phút ngày 24 tháng 4, tại đoạn đường thuộc địa phận thôn Hoàng, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tổ công tác của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với đội quản lý thị trường số 7, Chi cục quản lý thị trường Hưng Yên phát hiện vụ vận chuyển lợn chết đi tiêu thụ. Xe mô tô mang biển kiểm soát 29S8-8360 kéo theo xe lôi do Đào Văn Cơ sinh năm 1972, trú tại thôn Hoàng, xã Lạc Đạo, vận chuyển hai con lợn chết đã mổ phanh. Tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, Cơ khai nhận đã thu mua được hai con lợn có trọng lượng 185kg đã chết trước khi giết mổ của một người không rõ tên địa chỉ trên địa bàn huyện Văn Lâm với giá 400.000 đồng, đem về cơ sở tại nhà ở thôn Hoàng, xã Lạc Đạo để sơ chế, sau đó bán lại kiếm lời. Thịt lợn đang có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối. Cơ quan chức năng đã phối hợp với Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Văn Lâm để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính Cơ 15 triệu đồng, đồng thời tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thịt lợn trên. Hồi 13 giờ 55 phút ngày 23 tháng 4 năm 2018, tại đoạn đường thuộc địa phận thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tổ công tác Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với đội quản lý thị trường số 7, Chi cục quản lý thị trường tỉnh và đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Văn Lâm phát hiện vụ vận chuyển thực phẩm bẩn. Đoàn đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 34D00040 do anh Nguyễn Văn Khoa sinh năm 1975, có hộ khẩu thường trú ở Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang vận chuyển sản phẩm động vật có dấu hiệu vi phạm. Tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, anh Khoa khai nhận đã thu mua được 21 bao bì lợn có trọng lượng 850kg trôi nổi trên thị trường vận chuyển về Tân Quang, Văn Lâm để tiêu thụ. Toàn bộ số bì lợn trên không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm. Số hàng trên đang có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối. Cơ quan chức năng đã phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Văn Lâm để tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng và xử lý phạt vi phạm hành chính anh Khoa 10 triệu đồng. Hiện nay, nhiều mô hình sản xuất kết hợp với chế biến nông sản của hội viên nông dân trong tỉnh thu lãi từ 300 triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm.
Ưu điểm của chuỗi sản xuất khép kín giúp nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, giảm khâu trung gian, đồng thời kiểm soát chất lượng từ đầu vào đến đầu ra, phát hiện loại bỏ kịp thời các nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất. Các cơ sở trang trại sản xuất theo chuỗi khép kín, sản phẩm đều có nhãn mác tem điện tử truy xuất nguồn gốc. Các mô hình sản xuất kết hợp chế biến, lợi nhuận thu được cao hơn từ 30 đến 50%, điển hình như mô hình trồng và chế biến nghệ của hội viên Hoàng Quang Đông, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, mô hình nuôi lợn bằng thảo dược của hội viên Đỗ Văn Chuyên, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Hiện nay, huyện Tiên Lữ có trên 7.600 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có nhiều mô hình cho thu lãi từ 300 đến 500 triệu đồng một năm. Trang trại VAC của hội viên nông dân Lê Hữu Túc, xã Hưng Đạo có diện tích trên 3 mẫu, trong đó diện tích thả cá chiếm khoảng 2 mẫu. Đây còn là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình. Ngoài ra, ông Túc phát triển thêm nuôi lợn, nuôi gà và trồng cây ăn quả. Khác với những hộ phát triển kinh tế chạy theo phong trào, ngay từ khi bắt đầu làm, ông Túc phát triển kinh tế theo hướng liên kết bao tiêu sản phẩm. Nhờ vậy, hơn 15 năm làm trang trại VAC, ông Túc tránh được những đợt khủng hoảng về giá cả. Năm 2017, những hộ nuôi lợn gặp khó khăn khi giá lợn xuống thấp, thương lái thu mua cầm chừng, có thời điểm giá lợn hơi chỉ còn 20.000 đồng một kg. Trong khi đó, trang trại nuôi khoảng 200 đầu lợn của ông Túc vẫn có thị trường tiêu thụ ổn định. Ở đây nó cũng có thương hiệu rồi, tôi hợp đồng tất cả từ cả Hải Phòng, thế là Quảng Ninh, Lạng Sơn là các bạn hàng là về lấy. Tại xã Thụy Lôi, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh tỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Là địa phương có nghề trồng hoa, số hội viên nông dân trong xã phát triển kinh tế từ cây hoa chiếm khoảng 40%, trong đó có nhiều hộ có thâm niên 30 năm trong nghề như hội viên Nguyễn Thế Tuân, Bùi Đình Chỉ luôn mạnh dạn đưa nhiều giống hoa mới vào sản xuất. Bên cạnh các giống hoa truyền thống, hiệu quả thu được cao gấp nhiều lần so với các cây trồng khác. Về phía hội của huyện và các xã thị trấn thì có những cái biện pháp, một là động viên tạo mọi điều kiện thuận lợi, nhất là việc vay vốn, rồi là tạo điều kiện các cái đề án, các cái dự án của trung ương hội, của tỉnh hội, rồi vốn của cái quỹ hỗ trợ nông dân của huyện để đầu tư hỗ trợ các hộ này làm cái nhân tố phát triển tích cực để nhân rộng ra trong toàn tổ chức hội ở các xã thị trấn. Hiện nay, Hội Nông dân huyện Tiên Lữ đang tích cực tuyên truyền vận động, tạo mọi điều kiện thuận lợi để xây dựng và nhân rộng mô hình trồng rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại xã Thiện Phiến. Nông sản có thương hiệu, thị trường tiêu thụ ổn định, nhờ vậy thu nhập của nông dân tăng lên đáng kể. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thực sự diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ trồng dưa bao tử cho thu nhập cao. Toàn tỉnh có trên 600 hectare lúa bị nhiễm bệnh. Thanh tra giao thông tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.